Lốt lâu thế nhở? Xin chào mọi người. Chắc là anh em quen với quán net của mình rồi nhỉ? Chúng ta đang sống trong một cái đất nước Trung Đông. Và mình là một doanh nhân đứng lên để mở một... thì thực ra là trò chơi điện tử, hàng điện tử thôi, không có cái gì nhiều nhặn cả. Ở đây ánh sáng bật đẹp này này. Ồ. Nếu mà anh em mình xem tập 1 thì cũng đã biết là bọn tôi là một người đã đi lên từ hai bàn tay trắng, không có gì cả. Và tôi... thế bây giờ tôi có gì? À, từ. Dừng. Đây là quán net của đối thủ của tôi. Lát nữa tôi sẽ kể cho mọi người xem cái bọn quán net này rất là mất dạy nhá. Đây. Tập 1 thì tôi vào đây tôi còn kiểu ái da, nhìn nó đẹp đẽ đúng không? Nhìn các thứ rất là trơn tru, nhưng mà các bạn để ý này. Màn hình không lên. Ok chưa? Chúng ta có cả Johnny Depp đang ngồi gõ bàn phím. Đấy, nhưng mà máy tính thì không lên. Đấy, màn hình cũng không lên. Tôi sẽ cho các bạn thấy cái độ chịu chơi của mình trong cái video ngày hôm nay. Tại vì trong cái quãng thời gian vừa qua thì tôi cũng đã xây dựng cái quán net của mình lên thành một cái thế lực. Lần trước thì mình có nhận được một cái câu hỏi của một cái bạn, một cái bình luận của một cái bạn bảo là anh hãy chơi game mà không có kịch bản đi xem. Thì ok, ngày hôm nay mình sẽ chơi game. Các bạn thường biết cái video của mình thì thường mình sẽ có những cái kịch bản hay tất cả mọi thứ. Mình sẽ dàn xếp này kia. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi game với nhau anh em nhé. Phím trước cho mọi người rằng cái loại content này của mình sắp tới mình cũng sẽ có face, tức là có mặt. Tại vì chúng ta sắp sửa có một cái gaming room mới. Thực sự không ai cần biết cái đó mà không ai hỏi cả. Tôi lại không ai hỏi cũng khoe rồi. Tôi lại chú Tuần quá. Thôi rồi. Đây như thường lệ là Donald Trump. Để cho video ngày hôm nay mình không bị vào YouTube hạn chế hay là gì đó, để các bạn xem được càng sớm càng tốt, thì mình sẽ không được đấm bất kỳ ai trong này. Mặc dù nhìn mặt nó có vênh vào đến mức độ nào đi chăng nữa. Ở cái thành phố này nó nguy hiểm đến cái mức này. Các bạn nhìn này. Đi ngoài đường nhưng mà vẫn phải mặc áo chống đạn nhá. Đấy. Cẩn, bó cẩn thật. Đây là cửa hàng đồ cũ. Lần trước mình cũng chưa giải thích cho các bạn qua về cái cửa hàng đồ cũ này. Đây là ông chủ cửa hàng đồ cũ. Ngày nào ông ấy cũng xem livestream của cái chị gái này này. Mà tôi phải công nhận là cái chị này nhảy khỏe mọi người ạ. Cái chị gái đấy dẩy bốc lắm. Mà chú này chú thích, chú sướng. Ở đây thì người ta bán những cái vật dụng. Tức là tôi không biết là ăn cắp được ở đâu, nhưng mà mỗi thứ người ta lại bán một tí. Ở đây có cái cây máy tính cũ này. Mua với giá 116 đô la. Loanh quanh là bao nhiêu nhỉ? Hơn 2 triệu à? 2,5 triệu. Bàn phím này chắc là nhặt được ngoài đường, mang về đây bán với những cái giá rẻ hơn rất nhiều với việc các bạn mua mới. Đó, tất cả mọi thứ. Đây, chú ý bán cái này. Bán cái này, nếu mà anh em xem tập 1 rồi thì anh em sẽ biết cái này là để tôi phòng thân. Tôi đánh lại những cái... Không phải đánh lại mà là tôi phòng bị cho cái việc là tôi bị quỵt tiền. Vì anh em nào mà đã xem livestream của tôi cũng như là cái video 1, anh em biết cái tỷ lệ quỵt tiền của thành phố này là rất cao. À đây. Cho mọi người xem quả. Thì đây. Bình tĩnh nào family. Bình tĩnh family. Dom thì nhờ Toretto à? Dom. Tức là ở trong Fast and Furious. Nhìn quả. Mình không rõ là anh ấy trong phim đấy. Tại vì mình không phải fan của mấy cái phim về đua xe. Mình thấy mấy cái video trên TikTok. Anh này anh ấy sẽ kiểu trông chín chắn lắm mà. Bây giờ anh ấy đi hơi nữ. Ôi cán bộ. Sao ra soát em. Nữ quá. Đấy là cửa hàng đồ cũ. Chúng ta đến đây rồi. Mình cũng tìm được luôn cái trụ sở của cái chị gái mà dẩy này mà mọi người. Chị cứ dẩy ở đây này. Cái chú kia thay vì chú ra đây xem trực tiếp, chú ý vẫn xem qua tivi để đóng góp view. Đấy, mặc dù là có xa xôi gì đâu. Fan thế mới gọi là fan chứ. Nói chung là cũng không rông dài thêm nữa làm gì cả. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái quán net của tôi. Và chắc chắn các bạn sẽ ngạc nhiên với nó ở thời điểm hiện tại. Mấy thằng cu này này, anh em tưởng là nó không có gì, nhưng mà thực chất nó là mấy cái thằng đánh bom. Thường thì nó sẽ chạy vào cửa hàng của tôi để nó làm hại cửa hàng của tôi. Tức là nó nhảy vào nó đánh bom liều chết ý. Nhìn cảnh đấy buồn cười vậy. Không biết tập 1 có cái cảnh đấy chưa nhỉ? Tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng mà chính vì như vậy nên tôi đã thuê một cái anh này. Đó. Anh này thì, giống một nhân vật bước ra từ CS:GO. Không phải. Tôi khẳng định anh ấy bước ra từ CS:GO. Đây là cách mà tôi xử lý những cái tên khủng bố. Tức là vừa mới bước đến kia là anh ấy sẽ nã đạn ngay. Có những cái bước phòng bị. Giá thuê anh này Khá đắt, khá chát anh em ạ, khá chát. Ở đây, đây các bạn thấy chưa, nổ súng ngay mà. Ở đây thì là một con mascot. Mascot này là con... tức là mình cũng có thuê cái thằng cu đấy, mặc cái bộ đồ con gấu, nhảy nhót. Anh em thấy vui nhà vui cửa thì sẽ vào quán mình chơi điện tử. Và ở đây chắc chắn là các bạn sẽ sốc với cái này. Đấy, cửa tự động nha anh em. Quán net của tôi bây giờ đã hiện đại hơn rất nhiều rồi. Ở ngoài thì nâng cấp đến đây là max rồi. Có cái gì mua được mình mua hết rồi. Cửa thì là cửa tự động, bước vào cái là ok ngay. Mình đã đầu tư vào đây một cái số tiền không nhỏ. Và số tiền mình kiếm được bây giờ trong cái trò chơi này không nhất thiết đến từ cái việc là người ta đến chơi điện tử và người ta trả tiền cho mình đơn thuần. Cái số đấy đối với mình chỉ là số nhỏ thôi. Mà bây giờ mình kiếm tiền bằng cách là cờ bạc anh em ạ. Cái yếu tố đấy nó khá phức tạp và tôi sẽ diễn tả sau ở trên cái máy tính này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái thứ khác ở trong quán net của tôi. Anh em sẽ thấy là cái quán net của tôi đã lớn hơn rất nhiều với các cái loại máy chơi game. Thì tôi đã đầu tư một số những cái thùng chơi, sàng các thứ. Và những cái bộ máy tính của tôi cũng phải gọi là đến đây là mắc tầm rồi. Cũng chỉ đến thế là được. Không. Cái máy này là tôi giữ lại vì lý do là kỷ niệm mọi người nhá. Không như anh em nghĩ đâu. Đấy, chứ còn tôi thừa sức mua cái mấy cái bộ máy xịn như này tôi mua được hết. Ok chưa? Từ từ, tôi bật máy lên đã. Ok, được, chờ tí. Đồng ý. Ơ kìa, sao lại không kịp trở tay nhở? Khách vào đông quá. Quán net top thành phố mà. Em bước vào đây phát thấy đối thủ tôi như trò hề ngay. Mình sẽ giới thiệu qua một chút này. Trong một cái không gian mà anh em được ngồi chơi điện tử, tất cả những cái trò chơi ở đây tôi đã cung cấp cho khách hàng tôi cách tôi đã tải về hết rồi. Trò nào hot trên mạng tôi tải về hết cho khách hàng rồi. Ngồi đây chơi thôi. Ở đây là cái bàn này hình như là bàn đắt nhất thì phải. Nhưng mà tôi thích cái ánh sáng xanh nên tôi cứ mua cái bàn này. Đó. Khách hàng nếu mà kêu lóa mắt quá tôi sẽ làm một thao tác đơn giản thôi. Nhìn nó sáng sủa. Khi người ta đi chơi điện tử thì người ta không trả tiền thẳng cho tôi làm gì cả. Ta sẽ quét vào đây cho tôi để trả tiền. Thời buổi này nó thế. Cái gì nó cũng tự động hóa. À còn cái này nữa này. Vào cái thời điểm này sẽ không ai có thể ăn được quỵt tiền của tôi nữa rồi. Cái cửa này nha. Bất kỳ ai mà chưa trả tiền tôi bước ra đây sẽ ré lên một cái tiếng. Sau khi cái tiếng đấy được ré lên cái thì đây bảo vệ của... Ủa trông vâm vãi. Bảo vệ của cái tiệm net của mình sẽ ra sút ngay mặt người đấy. Không, sút ngay vào mặt người đấy nghĩa đen nhá. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình đã có một số tiền không nhỏ. Mình đã tích góp được gần 93.000 đô trong vòng coi như là bao nhiêu ta? 93.000 đô trong vòng 2 ngày thôi. 2 ngày mở quán net mình làm được 2 tỷ anh em ạ. 2 tỷ. Nói ra run người đấy nhỉ. 3 ngày làm quán net kiếm 2 tỷ thôi, không gì cả. Nói chung là năng lực đến đâu thì thành quả đến đấy mà. Ở đây mình không muốn đầu tư quá nhiều về mặt máy tính, nhìn nó cái căn phòng nó bị bừa bộn. Đó. Thì ngay lập tức là mình đã mình đã đầu tư vào những cái hộp này. Những cái hộp này thì nhìn người ta thanh toán, tức là... Ô, sao chị kia lại chống đẩy trong quán net em chị ơi? Đều đặn quá nhở? Sức khỏe à? Như trung tâm fitness đấy nhở? Từ từ. Đây, thằng này quỵt. 500 đô, nó định quỵt 500 đô, 10 triệu tôi anh em ạ. Đấy, nó uy tín, thuê bảo vệ nó phải vậy. Đó, anh em hiểu vấn đề chưa? À đây, cái này chốc nói sau. Nhìn quen đúng không? Chốc nói sau. Đây là mình kinh doanh PS5 nữa mọi người. Mỗi người một máy thôi. Đây, kinh doanh PS5. Mình có 2 máy PS5 trong này, còn lại là thùng chơi điện tử. Ở đây thì là một cái bộ chơi game thực tế ảo. Rất hiếm có cái quán net nào mà người ta đáp ứng cho các bạn cái nhu cầu chơi game thực tế ảo. Nhưng mà với quán net Duy Lê thì không nhá. Chúng tôi khác biệt. Đấy, anh em đến đây sẽ được trải nghiệm ngay. Có tiền là có tất cả mà. Một con tivi màn hình OLED 65 inch. Giới thiệu với anh em là đây là một cái bàn chơi game PS hình quan tài. Rất tiện cho anh em nào chơi game mà cay cú quá, ngồi liên tục 3 đến 4 ngày. Đấy, thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn rồi. Nên là đến đây chơi game anh em không phải suy nghĩ quá nhiều. Tại vì tôi đã tính hết tất cả mọi đường đi nước bước cho mọi người rồi. Cái gì nó cũng luôn luôn thuận lợi nhất cho các bạn. Ở dưới này thì ở đây mình nói luôn. Mình mua một đống trâu cày này về để đào Bitcoin. Đây. Dàn trâu cày đấy thì mình mua với giá vài tỷ. Ở trên này cũng có này. Quán nét thì cũng đã trang bị được cái phòng vệ sinh. Ui, này làm phát ra sàn nhà thế củ. Chết rồi. Hỏng. Mất mỹ quan. Không được. Thôi anh em nhất trí là giữ kín cái chuyện này, không để lộ ra ngoài, không quán tôi mất khách lắm. Đây, dàn đào Bitcoin này. Nói chung là tôi cố gắng để đào Bitcoin càng nhiều châu càng tốt thì tôi sẽ càng giàu. Và hầu hết cái khoản thu nhập hiện tại quán net, tức là cái số tiền tôi đầu tư vào quán net này là tôi kiếm được, thứ nhất là một cái trò may rủi trên mạng, và thứ hai là từ Bitcoin. Chờ nhá, để tôi xem tôi đào được bao nhiêu Bitcoin rồi. Crypto này. À, ở đây tôi có khoảng 2 Bitcoin mọi người ạ. 2 Bitcoin này tôi rơi vào, ở ngoài đời thì nó sẽ là khoảng 2 tỷ. Nhưng mà trong game tôi chỉ được bán nó đi với cái giá là 1 tỷ thôi. Thôi thì cứ bán đi cái chốt lời 1 tỷ trong game thì thôi. Không chê đâu. Quán net mình cũng đã đầu tư về khoản dịch vụ rất là nhiều. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là một chị nhân viên rất xinh. Anh em đến chơi game sẽ được chị này phục vụ cho những cái chai Coca-Cola rồi là Pepsi. Đây, chính người như này này, rất là xinh nhá. Đầu tư một khoản rất khá tiền đấy, mới được cái dịch vụ đấy đấy. Hết lòng với cả khán giả như thế mà còn chê thì thôi. Chơi điện tử thì anh em sẽ khả năng là bị đói rất là cao. Cho nên là mình cũng chuẩn bị một cái khu bếp và đã thuê hẳn đầu bếp hàng đầu thế giới, Gordon Ramsay thưa các bạn. Đây, tất cả những cái con cạp màn hình anh em thời gian vừa qua không mua được nó nằm ở đây này. Chị này chị xem phim gì nhỉ? Hình trông xinh xắn này lại cầm meme quá nhỉ? À, Titanic tình cảm quá ấm. Đấy thì anh em chỉ cần vào đấy để mua Bitcoin để đầu tư cái sự làm giàu trong game này của mình thôi. Trong này thì anh em không cần phải nâng cấp quá nhiều thứ đâu. Tại vì quán net kiếm tiền tôi nhận ra là chỉ là một phần. Anh em hoàn toàn có thể giàu lên bằng những cái cách như oánh bạc trong này anh em ạ. Nói chung là oánh bạc trong này thì nếu như các bạn đã thắng ấy thì các bạn sẽ trở thành những cái nhà đầu tư tài ba. Còn nếu như mà các bạn thua thì các bạn sẽ trở thành những cái con bạc, những cái kẻ thất bại trong cuộc sống. Thì rất may cho các bạn là trong cái trò này anh em cứ vào cái trò hoa quả trên máy tính rồi bấm mấy nút thì anh em chắc chắn lãi. Tức là đây hầu như là một cái hệ thống hack tiền trong game. Và cái nói chung là nó biến những cái vấn đề là mua nâng cấp máy tính nó chỉ còn là cho vui thôi. Vì nếu mà anh em thực sự cần tiền, vào đây đánh tí là lên rất là nhiều. Chắc chắn đảm bảo kèo thắng 100% nhá, nếu mà anh em cứ chơi liên tục. Ok. Đó. Và bây giờ tại vì mình cũng muốn cho các bạn xem nó như nào, nhưng mà sẽ tốn nhiều thời lượng video. Và tôi biết là anh em chắc là cũng chỉ cần biết cái thông tin làm giàu như nào thôi. Chứ còn skin cây, đây là anh em xoay hòm CSGO này. Đấy, các bạn có hòm nghèo, hòm tuyệt nhất, hòm rất hiếm. Mình chơi hòm hiếm cho nó sợi. 500 đô một lần mở. Ok, xin tiền nhá. 500 đô một lần mở. Mở thế nào? À đây, mình tự click. Ui, được 150 đô, bỏ 500 đô chỉ để 150 đô thôi. Hên xui, nói chung là cũng hên xui mọi người ơi. Ôi đây, bỏ 500 đô được 15 đô. Không được rồi. Thôi chết tôi rồi. Ôi, 350 đô. Vẫn lỗ ạ. Nó vẫn lỗ ạ. Không được. Ôi giời ơi. Được 1.600 này. Vẫn lỗ, từ nãy giờ là vẫn lỗ. Mở được 2 con như thế nữa thì mới lại. Trời ơi, chết tôi rồi. Ai, 800 này. Chết tôi rồi. Tay đèn quá. Ôi, tay đèn quá mọi người ơi. Nói chung là lỗ hơi lỗ. Cái đấy thì anh em muốn kiếm tiền, anh em muốn chơi cho vui thì vào. Kiếm tiền bằng cái đấy không được. Nói chung là hệ thống quán net tôi đã set up đâu đó vào đấy rồi. Đâu vào đấy hết rồi. Và tôi nghĩ đây sẽ là cái tập cuối của cái tựa game Internet Simulator này thôi. Vào đây chỉ để flex với cái cái quán net ảo của mình thôi, mọi người xem thôi mà. Đấy, cho mọi người biết là cái quán net bây giờ cũng đến cái mắc tầm rồi, không còn gì để nâng cấp nữa. Thì mình xin phép cho mọi người xem qua. Ôi giời, em xin tiền. Thì mình cũng muốn là cho mọi người xem qua và chúng ta sẽ chuyển đến những cái tựa game khác vào những cái video. À đây, cái ông ăn mày này mọi người này. Cái ông ăn mày này thì ông ấy sẽ luôn có những cái nhiệm vụ các bạn. There's an internet cafe owner in the city who don't listen to my word. Tức là Tức là mình sẽ đi đặt cái con chip này vào cái quán net mà đang cạnh tranh với mình. Ok luôn. Một số nguồn tin phong phanh mọi người ạ. Là cái thằng cu đấy là cái thằng mà thuê khủng bố đến quán net nổ bom, cho nổ bom quán net của mình. Đấy. Nó cạnh tranh không sòng phẳng. Nói chung là thằng cu nó hơi kém cỏi. Đây đây đây. Đặt nhẹ cái chip. Được chưa? Rival Internet Cafe Table. Rival Internet Cafe Table là gì? Cái này à? À đây đây. Thiết bị nghe lén. Thực ra là mỗi nhiệm vụ xong thì cái ông ăn mày đấy ông sẽ cho các bạn tiền. Rất là kỳ lạ là như vậy. Chúng ta làm việc cho một ông ăn mày. Nhưng mà tôi làm cái đấy vì đam mê. Tại vì đấy là đối thủ cạnh tranh của tôi mà. Đó, alo. 400 đô anh em nhá. Làm tí việc cho anh ăn mày, anh cho 9 triệu. Ok anh. Tôi đang rất liều cho anh em xem những cái hình ảnh này. Tại vì YouTube nó không thích tôi cho mọi người xem những cái hình ảnh này nhá mọi người nhá. Tôi sẽ phải cúi xuống. Anh em nào nếu như mà muốn xem thì sang chỗ khác xem. Thông cảm với tôi cái. Kênh của tôi có thể bị bay bất kỳ lúc nào mà. Thông cảm. Bên trong hộp đêm thì các bạn sẽ tìm được cái này. Đây là nơi để các bạn chơi cờ bạc với mấy cái ông chủ lớn khác. Eden Hazard à? Eden Hazard và ông này. David Beckham này. Đấy, nói chung là các bạn nếu mà có nhu cầu có thể đến quán bar này và chơi cờ bạc với mấy ông chủ. Chúng ta kiếm tiền, nhiều tiền từ những người thật. Chúng ta kiếm tiền nhiều tí từ những cái người nhiều tiền thật. Đấy, ok. Tùy anh em nhá. Tôi không chơi tại vì tôi không biết cách chơi cờ bạc các làm sao. Và hôm nay tôi cập nhật tình hình cái quán net của tôi bây giờ nó thế thôi. Có gì chơi nữa thì hẹn anh em lên livestream, cũng như là những cái video về sau. Thực ra là không có cái video nào về sau nữa đâu. Đây sẽ là cái video cuối cùng về giả lập tiệm net trên kênh của mình rồi. Hẹn gặp mọi người vào những cái video lần sau. Đừng quên cho mình một like video và đăng ký kênh. Các bạn ủng hộ đôi chút thôi. Tôi bỏ số tiền đấy ra để tôi mua game. Đấy, để quay cho mọi người xem. Ok, và đến đây thôi nhở. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mình là Duy. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Bye bye mọi người nhá. Bye. Oh my god, I think I forgot my underwear in his car last week. What if his dad finds them? Damn, maybe you should ask him to get them back. Or wait, isn't his dad the headmaster at school? Oh my god. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm but too plenty. Drop. Go left, go right, working up my appetite. No fork, no knife, having dinner with my eyes. So sweet, so nice, have a slice of apple pie. Wanna see my mind, baby, you just join my ride. Getting ready for the weekend, popping bubbles through the ceiling. Sure, I got dough, but don't need it. Cause all I want is your healing, your healing. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm about to pump this place up. I'm the cool kid from the block. I'm the one calling all the shots. Whether you're ready or not, I'm about to plenty. While he eats my soup for lunch, feeling dizzy, flying with Lucy in the sky. Think he likes me, but baby I just do this for fun. Are you ready for the weekend? Popping bubbles through the ceiling. Sure I got dough, but don't need it. Cause all I want is your healing. I'm the cool kid from the block. You would ever understand that I don't really need a man. You can just use them. I don't care. I'm the cool kid.